sư của pháp hội Đại Tràng niệm Phật cầu gia hộ, thành thực tế đến sư thọ niệm. Xin phép thượng tọa cho con được giới thiệu hiện diện trên pháp tòa là thượng tọa Đạo Hiệu Thích Phước Tiến, phó tổng thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, viện chủ tu viện Tường Vân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Giờ phút này hơn 200 hành giả khóa tu đang lắng lòng thanh tịnh hướng về thượng tọa giảng sư. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa bắt đầu buổi pháp thoại sáng hôm nay. Chúng con thành kính. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng. Kính bạch thượng tọa Thích Nhật Từ, ủy viên hội đồng trị sự, phó viện trưởng thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam, trưởng ban tổ chức khóa tu tại chùa Quan Âm Đông Hải, Sóc Trăng. Kính thưa toàn thể quý hành giả của khóa tu xuất gia gieo duyên, lời đầu tiên chúng con xin được thành kính tri ân chư tôn thiền đức, ban trị sự cũng như thượng tọa Thích Nhật Từ, trưởng ban tổ chức đã tạo duyên lành cho chúng con vô buổi chia sẻ pháp thoại với toàn thể các hành giả xuất gia gieo duyên tại đây. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các hành giả xuất gia gieo duyên chọn một cái khóa tu luôn tinh tấn, an lành để đạt được mục đích học tu của mình tại khóa tu lần này. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì với chủ đề khóa tu là phương trời thông dong, tôi có dịp gặp gỡ các vị một lần trong chương trình khóa tu này ở tại chùa Giác Ngộ, thành phố Hồ Chí Minh. Và riêng ở Quan Âm Đông Hải thì đây là lần đầu tiên tôi đến với các vị. Tôi cũng được biết khóa tu được tổ chức ở đây rất là nhiều lần, và đây là lần thứ 6 tôi cũng có đủ duyên lành có cơ hội gặp gỡ các vị. Và tôi cũng tán thán cái tinh thần học tu của các vị, dám mà trải nghiệm thử mình cạo đầu, mặc áo nhà tu, mang nghĩa là giống như là y mạng vậy đó, chúng ta đáp y mạng, để có dáng dấp của một cái người tu hành, tức là tập trải nghiệm đời sống xuất gia trong thời gian theo ban tổ chức quy định. Đây là một cái việc làm rất là quý báu. Tôi tán thán tinh thần học tu của các vị. Và đây là xuất gia gieo duyên, một số còn cạo và một số dưới nửa vời chưa cạo là sao? Hả? Thế đó là đi theo ủng hộ khóa tu hay sao? Hả? Ở vậy hả? Bác quan trai là có ngại buổi là sao đó là rời khỏi đây. Ủa, bác quan trai của các vị 7 ngày luôn hả? Tôi tính là các vị đi ủng hộ khóa tu, cho nên là những người mà cạo đầu gấp cái nâu nâu này nè, thì đó là những người xuất gia gieo duyên coi như là mạnh liệt đó. Còn các vị kia thì nửa vời không?
tức là cũng muốn đó, nhưng mà còn tiếc phải không? Còn tiếc một chút cái gì trên đầu. Cho nên dù tinh tinh thần nào đó mà trong giai đoạn này các vị dành thời giờ quý báu tập trung về một môi trường tu học cũng rất là đáng hoan nghênh. Và điều quan trọng nhất chúng ta cần phải xác định lại cái mục đích học tu của chúng ta là gì. Dù các vị xuất gia gieo duyên, dù các vị tu theo tinh thần bát quan trai, hay là các vị ứng dụng lời Phật dạy trong cuộc sống đời thường, nó thuộc về cái dạng là tâm linh đi theo con đường của Phật Pháp, thì chúng ta cần phải xác định rất rõ mục tiêu học tu của chúng ta là gì. Tôi hỏi một số các vị đây là mục đích các vị xuất gia gieo duyên để làm gì? Vị đầu tiên ngồi ở bàn nhất này. Coi như 6 lần rồi đó, giờ con cảm nhận được điều gì? Không, con có đi làm đầu tiên. Nhưng mà sao con? Là theo con tìm hiểu thì con rất hay con biết là con cảm nhận là khi mình bỏ cái thấp thì giống như mình sống trong một cái đời sống của người tư, là mình không có dính mạnh gì ở ngoài mình đẹp đó. Cảm nhận như vậy đó hả? Rồi sau khi hết cái khóa tu này về dướng lại hả? Cảm ơn, không làm khó con tiếp tục nữa. Tôi xin mời một vị bên nữ đi. Thầy mời cái vị đầu bàn đầu tiên nè. Không, nhìn dáng vẻ nữ tu lắm đó. Rồi xuất gia gieo duyên lần thứ mấy rồi và cảm nhận điều gì? Ủa có sao nói vậy? Này trong nhà không mà, con đừng ngại. Thấy bạn bè đi ham quá chạy theo. Hả? Không có, vậy là mục đích là gì cái gì? Thầy mời cái cô 1, 2, 3. Thầy mời cô. À, con quy bao lâu rồi? Trước khi đi khóa tu con đã quy bao lâu rồi? Con quy năm 2014. Rồi từ đó tới cái khóa tu này con hiểu gì về đạo Phật? Con qua hết chưa? Dạ chưa. Con hết tham sân si chưa? Dạ con bớt rồi. Bớt rồi hả? Khoảng bao nhiêu phần trăm so với trước kia? Dạ con khoảng 80 ạ. Vậy hả? Dữ vậy hả? Cảm ơn con. Bữa nào thử nha. Còn ai có một mục đích gì cao khiết hơn nữa không? Muốn mời vị nữa. 1, 2, 3, đầu bàn thứ tư con. Dạ, đúng rồi. Dạ, con có thể là sẽ con đi xuất gia gieo duyên lần đầu tiên. Và con chưa quy y, con tới đây con muốn tìm hiểu về Phật Pháp. Tức là con chưa quy y hả? Dạ, chưa. Khi mà con biết về Phật Pháp cách đây vài năm thì lúc thôi trong mùa dịch thì con có phát nguyện là phát tâm là đi làm từ thiện, con là nhớ làm từ thiện cho các bạn ăn chay trường. Và con cũng chẳng hiểu muốn Phật Pháp nên con cứ vì tại sao con ăn chay trường? Lúc đó con nghĩ gì? Sợ chết con ăn chay trường hả? Dạ không có, dạ tại vì thật sự là con không có thích ăn thịt, ăn cá từ nhỏ. Nên khi mà con muốn
con thấy mọi người con thấy mọi người là kêu là thích sắc thân thì con thấy là mình cũng thích ăn nên con mình chuyển sang theo chiều. Vậy là từ nhỏ cho đến trước đây 2 năm con ăn gì? Dạ con cũng ăn củ ăn thịt ăn cá nhưng mà ăn rất ít. Vậy hả? Chủ yếu ăn rau hả? Như tủ quầy năng vậy hả? Thôi cảm ơn con, thầy không làm khó nữa. Xin thưa với các vị, thì ở đây là khoảng gần 200 người là phát tâm xuất gia gieo duyên. Thì thầy nghĩ rằng cơ bản nhất thì cũng có một mục đích chung là muốn tìm cho cái gì tốt hơn. Nhưng mà để cái xác định về mục đích học tu của chúng ta đó thì nó chưa thật sự rõ ràng. Mặc dầu có những người đã quy y nhiều năm, có những người tìm hiểu Phật Pháp trước đây, có những người gần đây, nhưng mà dường như là chính cái chỗ này là cái chỗ mà nó làm cho cái nhận thức rối loạn, và nó tạo nên một cái sự mâu thuẫn không đồng nhất trong cái nhìn về đạo Phật, thuyết minh về đạo Phật, cái hiểu về đạo Phật. Dĩ nhiên vì sao đạo Phật có nhiều sự khác biệt đó, nhưng mà nếu sự khác biệt nó giống như là từ lớp 1 cho đến đại học về giáo trình á, thì nó không có sự tranh cãi như vậy. Nhưng mà đây chúng ta cũng gần như cái nghĩa tùy đối tượng của chúng sinh mà Phật Pháp thuyết minh lên một cái phương thức cho nó phù hợp với nguyện vọng học tu của mọi người. Nhưng mà nó trái lại, trong đạo Phật chúng ta rối loạn ở chỗ là không nhận thức được giáo lý phương tiện. Nó đã trở nên cái sự tranh cãi, người lớp 1 đi tranh cãi vấn đề với giáo trình của đại học, đại học đi tranh cãi với giáo trình của cấp 1, hay là tất cả những cái điều mà gọi là đang diễn ra. Và để định hình lại một mức độ nào đó trong cái nhận thức và tinh thần tu học của chúng ta, thì hôm nay thầy xin chia sẻ với những cái người gần như là đích thực trực tiếp tham dự những cái khóa tu này bằng cả một cái sự quyết tâm. Thì tôi xin đến với đại chúng cái bài giảng là nhân tu đến đâu thì kết quả đến đấy. Xin thưa các vị, cái câu giáo pháp của Đức Phật 84.000 pháp môn đó, và vừa rồi tôi cũng trả lời ở tại Nha Trang cho cái một câu hỏi của một người Phật tử cư sĩ. Thật ra mà nói cái câu này mà cũng dẫn đến tranh cãi của một số người. Một người cho rằng giáo lý của Đức Phật không nhiều như vậy. Một người không hiểu được câu 84.000 pháp môn nó mang cái nghĩa gì. Và vì vậy trở thành những cái mâu thuẫn, một điều rất là hiển nhiên và rất là rõ ràng như vậy. Trong khi chúng ta biết rằng đạo Phật có rất nhiều từ để chỉ cho cái sự ước lượng đó, để chỉ cho số nhiều chứ không phải là một con số cụ thể. Những cái từ hằng hà sa nè, cái từ vô lượng vô biên nè, cái từ 84.000 pháp môn nè, cái từ na do tha nè, tất cả những từ đó là từ ước lượng để chỉ cho số nhiều. Mà số nhiều trong ngôn ngữ học á, từ 2 trở lên đã là nhiều rồi, có phải không? Như vậy thì từ 2 trở lên đã là nhiều rồi, thì cái từ 84.000 pháp môn cũng có nghĩa là 2, cũng có nghĩa là 10, cũng có nghĩa là 1 triệu. Các vị hiểu ở đâu? Tại sao đem một cái từ ngữ rất là hiển nhiên mà mang cái nghĩa là ước lượng như vậy để chúng ta đem ra tranh cãi, là vì những con người học máy móc, kiểu 2 nhân 2 bằng 4. Mà nếu Phật học mà như một cái việc nhân của 2 nhân 2 bằng 4 vậy đó, thì các nhà bác học về toán học người ta đã giác ngộ và đắc đạo thành Phật hết rồi. Cho nên các vị hiểu, nếu người học Phật á, thì triết lý của Phật giáo 2 nhân 2 bằng mấy? Hả? 2 nhân 2 bằng 1 triệu. Nếu các vị hiểu như vậy, các vị không có tranh cãi. 2 nhân 2 từ bằng 0 đến 1 triệu, bất cứ điểm dừng nào cũng có kết quả của nó. Còn 2 nhân 2 bằng 4 sao nói được? Chúng sinh đa bệnh, Phật Pháp đa phương. Cho nên chúng ta mới thấy rằng Pháp Bảo Đàn Kinh đó, Tổ Huệ Năng trả lời với một cái vị mà hỏi đó, kêu Ngài đem Pháp để dạy. Ngài nói ta không có Pháp nào để dạy người hết. Nói ta có một Pháp để dạy người, đó là ta nói dối. Mà ta ở đây tùy trình độ căn cơ và cái người đó bị rối chỗ nào là ta gỡ chỗ đó. Cho nên tôi đã nói này rất nhiều lần, học Phật có nửa vời và chỉ dính vào một vài lời văn tự,
nó đã biến mình trở thành những con người nhận thức lệch lạc về Phật pháp, và nó đang diễn ra một cách phổ biến đại trà. Người có trí người ta rất là nực cười cái chuyện này. Cho nên những người học tu, và nhất là những người xuất gia gieo duyên như thế này á, là cần xác định lại mục đích học tu của mình. Thật ra mà nói, giáo pháp của Đức Phật tùy trình độ căn cơ thôi. Đức Phật không thể đem cái pháp dạy cho Ngài Xá Lợi Phất đi dạy cho Ni Đề. Đức Phật cũng không đem cái pháp dạy Ngài Mục Kiền Liên để dạy cho kỹ nữ Am Bà Ba Ly, và ngược lại. Như vậy giáo pháp của Đức Phật như vậy mới độ được vô lượng vô biên căn tánh của chúng sanh chứ. Cho nên Đại Thừa mới có một câu: chúng sinh đa bệnh, Phật pháp đa phương. Đâu có một cái pháp nào là duy nhất đâu. Cho nên đây là một điều mà tôi muốn cần xác định lại với các vị, thông qua cái bài giảng là nhân tu thế nào là kết quả thế ấy. Bởi vì trên mục đích hướng về Phật pháp, nó có vô số căn cơ của chúng sinh hướng về. Có người tu học để cho được bình yên, có phải không? Đa phần là những thành phần tín ngưỡng bình dân, họ đến với Phật pháp là họ muốn được bình yên, họ muốn tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ. Cao hơn nữa của một người bình dân có nghĩa là học tu và hướng thiện để chi? Để tránh đọa vào trong ba ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, để có thể tái sinh ra không rơi vào những thân phận nghèo cùng khố rách, áo ôm tật nguyền. Đó là cũng là một những cái mục đích khác nhau vậy. Cái người đến với đạo Phật mà muốn được bình an, tai qua nạn khỏi thì gì? Họ cầu, họ cúng, họ nguyện, họ là những người tín ngưỡng mà. Họ đọc những bản kinh như là kinh Phổ Môn, họ đọc những cái này kia, rồi họ cúng dường để họ muốn kiếm cầu một cái phước để cho cuộc đời của họ được bình an, tai qua nạn khỏi. Những cái này đạo Phật cũng sẵn sàng hỗ trợ cho cái mức độ tầm tín ngưỡng, đưa ra những cái cách giúp cho giới bình dân an tâm. Cao hơn một bước nữa là những người muốn làm sao học tu mức độ cơ bản, giữ năm giới theo lời Đức Phật dạy, bố thí cúng dường, làm phước làm lành để không rơi vào ba ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tái sinh lại không rơi vào những cái hạng bần cùng khố rách, áo ôm. Dựa vào nhân quả, dựa vào triết lý Phật giáo, cái thành phần này chiếm rất là đông, phổ biến trong đạo Phật. Hai thành phần mà tôi vừa nêu đó rất là phổ biến. Những thành phần cao hơn một chút nữa là tu tập theo thiên thừa, ví dụ muốn nguyện cầu á, rời khỏi cái thế giới ta bà để mang cái nghĩa là hưởng thụ phước báo cao hơn ở cõi chư thiên. Những người cao hơn nữa tu muốn tái sanh về tịnh độ, thế giới thù thắng, và đó là cái thềm thang cho cái nguyện vọng tu tập để chấm dứt sanh tử theo một cái cách khác. Nhưng mà tu tập đó cũng vẫn dựa vào niềm tin. Cao hơn nữa muốn chấm dứt sanh tử, muốn giác ngộ, muốn giải thoát, muốn đạt niết bàn. Như vậy tùy cái cấp độ của chúng sinh và mục đích tu hành như thế nào, dựa vào pháp nào để tu học, thì cái kết quả nó như thế nào, nó phải tương xứng như vậy thôi. Không thể người cầu được bình an để trở thành cái người giác ngộ niết bàn giải thoát, và cái pháp đó không thể vô lý được dạy người ta như vậy được. Rồi cũng không thể một người niết bàn giải thoát, một người muốn tu chấm dứt sanh tử, đi tu tập theo những cái cách của những người cầu bình an, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, nó cũng vô lý như vậy. Chúng ta phải thấy rằng cái sự khác biệt nhau trong giáo lý của Đức Phật nhằm làm cái gì? Nhằm đáp ứng với tùy trình độ căn tánh của chúng sinh. Nói ra giác ngộ giải thoát, ủa cái đó ai không biết? Mới bước vào chùa là biết rồi. Nhưng mà ai là người có thể làm được điều đó, và mục đích của chúng ta có phải là vì điều đó không? Và nếu chúng ta tập trung vào điều đó thì chúng ta độ được bao nhiêu chúng sinh trong cuộc đời này? Các vị đi hết trong cái xã hội này, các vị hỏi có bao nhiêu người đến chùa có nguyện vọng niết bàn giác ngộ giải thoát? Các vị đếm chưa được trên đầu ngón tay của các vị. Hầu như đa phần của chúng ta là gì? Được bình an, tai qua nạn khỏi, hạnh phúc, con cái hiền ngoan gì đó. Cuộc sống tất cả mọi thứ đều được thuận lợi. Đây là mưu cầu chính đáng của con người. Cho nên đạt cái mục tiêu giác ngộ giải thoát, nó chỉ là một cái con số lẻ, một con số rất ít.
Và vì vậy không đáp ứng được nguyện vọng nhu cầu của chúng sinh, đạo Phật trở thành quay lưng lại với mục đích nhu cầu của họ, lấy gì làm phương tiện độ đời. Phải hiểu cái điều này rất rõ chứ. Cho nên cái việc học tu phải xác định rất rõ mục đích tu hành của chúng ta là gì. Những người xuất gia gieo duyên đặt mục đích gì? Giống như một số vị đây trả lời là các vị đầu tiên là vì vấn đề trả hiếu ba mẹ, thì giới hạn của nó trong cái việc tu học để làm một cái gì đó để làm tốt hơn, để mang nghĩa là trả hiếu, thì cái mục đích nó tới đó. Nhưng mà những người nói à con muốn mượn cái này làm phương tiện để đặt tiềm thang cho giác ngộ giải thoát là một vấn đề khác. Và cái pháp của người giác ngộ giải thoát nó không phải dừng chân ở cái chuyện như vậy. Không phải là những người đi tụng kinh cầu an cầu siêu. Như vậy thì tụng kinh cầu an cầu siêu đáp ứng được nhu cầu của một bộ phận về niềm tin, về cuộc sống bình an, về hiếu thảo, về đạo đức. Cho nên nói Phật học ra đó, nhưng mà không có hiểu, không có trải nghiệm, rất là máy móc. Chỉ có 2 cộng 2 bằng 4. Và vì vậy không khéo nói tùm lum tà la, trở thành gây hoang mang cho mọi giới. Nhưng mà khi những người học đạo nắm được chân lý trong tay, những người có trải nghiệm, thì cái việc đó không có gì để gọi là bận lòng. Và người ta cũng không rơi vào cái chuyện tranh cãi vô bổ. Còn đặt vào mục tiêu giác ngộ giải thoát là một vấn đề khác, một mảng cao nhất trong triết lý Phật giáo. Bởi vì các vị thấy rằng mục đích tu hành của Đức Phật là gì? Hả? Mục đích tu hành của Đức Phật là giác ngộ. Cho nên đạo Phật là gì? Hả? Là con đường giác ngộ. Nhưng mà trên cái lộ trình đó nó có muôn vàn căn cơ của chúng sinh. Cho nên Đức Phật phương tiện, mà trong giáo lý của Đức Phật gọi là chia ra 5 thừa: Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát thừa. Vậy thì nếu mà những người có mục đích giác ngộ giải thoát là một con đường tu đặc thù, và con đường đó rốt ráo trong đạo Phật. Nhưng không phải ai cũng có thể đu bám được con đường này, và ai cũng có khả năng ứng dụng được con đường này, lưu ý như vậy. Còn đạt mục tiêu và cái chuyện này thì tất cả những cái danh lợi là thuộc về dạng phù hoa phải vứt bỏ. Người đặt mục tiêu cho con đường chấm dứt sinh tử, giác ngộ giải thoát, thì danh lợi là một trong những cái chướng đạo ngăn trở. Nếu ai đi trên được con đường với mục đích giác ngộ giải thoát mà còn bận lòng và dính mắc với danh lợi, cái đó là nấu cát mà muốn thành cơm. Bởi vì danh lợi là vô thường, là giả tạm, là phù hoa. Cái đó nó thuộc về phương tiện trong thế giới cõi mê. Chính vì vậy mà quốc sư Phù Vô Dung có một cái câu sao: ngộ thinh ngộ sắc như thạch thượng tài hoa, kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiết. Ngộ thinh ngộ sắc như thạch thượng tài hoa có nghĩa là gặp thinh gặp sắc, tức là gặp những cái thứ mà phù du trong cuộc đời, những cái thứ vật chất trong cuộc đời, như cây trồng trên đá vậy đó. Cây nào trồng được trên đá không? Có nghĩa là ngài coi như là không dính mắc vào ba cái chuyện đó, ý là như vậy đó. Kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiết, là danh lợi nó giống như cái thứ gì mà rất là xốn, nó rơi vào trong mắt, nó giống như hạt cát hay là hạt xoải gì nó rơi vào trong mắt, rất là đau, rất là xốn. Còn đây chúng ta thấy danh lợi sáng mắt hay xốn mắt? Sáng mắt. Sáng mắt, vậy là con đường giác ngộ giải thoát còn xa vời lắm. Tôi phân tích rất rõ nha. Nhưng mà người cầu bình an, danh lợi sáng mắt là sai hay đúng? Đúng. Ủa, tại vì người ta cầu bình an, người ta cầu để mà cuộc sống người ta hạnh phúc, an vui bằng cái con đường danh lợi đó mà. Nhưng mà người tu vì mục đích giác ngộ giải thoát, thấy sanh lợi mà sáng mắt thì sai hay đúng? Đó, phải phân tích rất rõ. Phải phân tích rất rõ khi nào và khi nào. Vì vậy phải xác định được cái mục đích tu hành. Còn đây chúng ta chỉ mới có cấp sơ đẳng cầu bình an,
Nghe người ta nói mục đích của đạo Phật chỉ là giác ngộ giải thoát, cái nghĩ mình tu sai rồi, cái nhảy cửng lên cái nói theo, vô minh. Tức là không xác định được mục đích của mình, cũng không đánh giá được trình độ căn cơ của mình, tự làm hỏng đi cái việc đang là của mình. Cái này cũng không mà cái kia thì xa vời, vậy là mất tất cả. Còn khi mình xác định được mục đích rồi, mình biết đạo Phật là như vậy đó, phương tiện là như vậy đó, cứu cánh là như vậy, nhưng mà trình độ căn cơ của chúng ta đang đi như thế nào. Cho nên là khi người học tu, khi xác định được mục đích, nếu đã đặt vào mục đích giác ngộ giải thoát á, thì là một vấn đề khác. Nếu đặt cái mục đích vì muốn làm lợi ích chúng sinh, vì phương tiện độ đời, thì nó có cái cách khác. Đám cưới là mục đích của người tu hay là phương tiện của người tu? Tổ chức đám cưới trong chùa, đúng vậy. Mục đích nhà tu không phải để đi làm đám cưới. Mục đích của nhà tu cũng không phải đi làm từ thiện. Nhưng mà không làm những cái đó thì lấy đâu phương tiện để độ đời? Cho nên mục đích của nhà tu cũng không phải đi tụng kinh cầu an cầu siêu, nhưng mà đó, nhu cầu của cuộc đời nó đang tới đó đó, thì phải làm cái phương tiện cầu an cầu siêu để làm phương tiện gạch nối để độ chúng sinh chứ. Mục đích không sai, nhưng đừng có sai với cái lý tưởng. Cho nên khi người tu phải xác định được rất rõ mục đích tu hành của mình là gì, và phải nhận chân ra được cái mê và cái ngộ, để không rơi vào trong hình danh sắc tướng, cũng không rơi vào trong cái chuyện lý thuyết suông. Bởi vì những cái đó nó không đem lại lợi lạc cho mình. Nếu vì mục đích giác ngộ thì mình phải xác định rất rõ. Và ngộ là ngộ cái gì? Trong quyển Thiền và Ngộ của Ngài Thánh Nghiêm nói một cách rất đơn giản, người ngộ là người nhận ra được chân tâm. Cái này tôi có giảng giác ngộ rồi. Trong Thiền Tông hay dùng cái từ gọi là kiến tánh hay là thấy đạo. Cái này về mặt cơ bản trên con đường của Bậc Thánh, nó gần một phần nào đó cái nghĩa của chánh kiến của Tu Đà Hoàng. Có nghĩa là thấy đúng về chân lý. Vậy thì bây giờ một người kiến tánh, một người thấy đạo, đây là cái điều rất là quan trọng cho những con người tu tập mà muốn giác ngộ, hay là đặt cái mục đích của mình tu về giác ngộ. Thì người ta sẽ bỏ hết tất cả những thứ phù hoa danh lợi, những cái phương tiện trong cuộc đời không cần thiết nữa. Phải hiểu rất rõ từng cái phương diện một như vậy. Và học tu cũng cần phải nắm được cái cốt lõi này. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh có một cái câu gọi là đánh mất bản tâm thì học pháp vô ích. Câu này các vị phải lưu ý vô cùng. Quên mất bản tâm học pháp vô ích, có nghĩa là học cái ngọn, cho nên trở thành sự tranh cãi linh tinh. Cho nên cái hiện tượng tranh cãi đang là nó nhằm phản ánh cái nghĩa gì? Mê tâm học đạo. Nếu mà người học đạo nắm cái cốt lõi của vấn đề, nhận ra được bản tâm hay là mục đích vì đạt được cái chân tâm, người ta không có tranh cãi những cái chuyện linh tinh như vậy đâu. Tranh cãi để nó phản ánh cái nghĩa là mê tâm học đạo, chấp vào kiến thức, dựa vào ngôn từ. Và chính vì vậy nó có đúng có sai. Con đường đạt được chân lý nó vượt qua tất cả những khái niệm hay là những cái về đúng sai. Ai xác định được đúng sai? Đúng sai lúc nào nó cũng là đối nghịch nhau. Con người đúng sai chỉ dựa vào cái cảm xúc, nó dựa vào ý thức. Chân lý vượt ngoài những điều như vậy. Cho nên những người nào tu tập mà vì cái vấn đề của đạt được mục đích của giác ngộ, của chân tâm, họ không bận lòng mấy cái chuyện như vậy. Khi các vị vận dụng tu hành để vì mục đích thiền định giác ngộ, các vị có bận tâm vào những cái chuyện linh tinh không? Và những cái đó nó làm cho các vị nhiễm tâm và bận lòng, các vị bước đi và các vị muốn trốn thoát nó. Những cái đó ai đi đem vào cho phiền? Và người mang vào cho phiền có nghĩa là người không trân quý và người không nhận ra được cái bản tâm, người không bảo vệ được cái thanh tịnh bên trong của mình. Điện thoại là một trong những cái mà làm phiền phức nhất
Cho nên những cái người học tu như thế này, không biết cái khóa tu này có thu điện thoại các vị không? Có mới đúng. Chứ còn bằng không, học tu xuất gia gieo duyên của các vị là vô bổ. Ngoài những thời giờ đây, cái người quay trở lại cái rét điện thoại, rồi cứ gây lộn với trên điện thoại, rồi buồn vui với điện thoại, rồi bận lòng với điện thoại, tu để làm gì? Khi học tu phải bảo vệ được cái tâm của mình. Đó là cái lối để các vị có khả năng để làm hiển lộ chân tâm trong một lúc nào đó. Đây là điều rất quan trọng. Các vị phải nhận ra ngay được cái nghĩa này. Cho nên học đạo là học để quên chứ không phải học để nhớ. Học để nhớ là tranh cãi. Và càng tranh cãi càng xa rời với chân tâm. Nhớ như vậy nha. Càng tranh cãi là càng xa rời với chân tâm. Và cái đó không đi đến đâu hết. Nó là cái chướng đạo. Trong bát nạn nó thuộc về dạng gì? Ai nói trúng? Trong bát nạn nó thuộc về thế trí biện thông. Ta dùng tri thức, dùng hiểu biết đó để tranh cãi, để lý luận. Cái này trong Quy Sơn Cảnh Sách gọi là lý luận. Nó không có ý nghĩa vì lợi lạc gì cho con đường tu tập hết. Chúng ta đang là người mù rờ voi thôi. Tức là chúng ta nắm được cái đầu của con voi thì chúng ta tranh cãi cái đó và chúng ta bảo vệ cái đó. Cho nên học là học để quên, chứ không phải học để nhớ. Tại vì học để nhớ là không thật sự nhớ và không thật sự ứng dụng. Cho nên tôi nói với những người học tu và nhất là học các trường Phật học, lưu ý cái chỗ này. Những người học ở các trường Phật học rất dễ bị rơi vào công chuyện học để nhớ. Và học để nhớ cho nên nó bị quên. Còn học để quên có nghĩa là học nó đã trở thành xương máu rồi, thì cái đó nó tự nhớ và tự nói, chứ không phải là do lặp lại câu từ. Đã trở thành pháp của các vị rồi đó, các vị không có quên. Còn các vị học câu từ là các vị phải cố nhớ để mà nói. Hai cái này khác biệt nhau. Một cái người nếm một miếng muối vào trong miệng và một người đang đọc một quyển tiểu thuyết hay là một quyển từ điển thuyết minh về muối, hai người này hoàn toàn khác nhau. Một người lặp lại rất nhiều những công thức từ một quyển từ điển để định nghĩa về muối, và một người nếm muối rồi họ không cần công thức gì trơn trọi. Hai người này diễn tả và nói khác nhau hoàn toàn. Nhưng mà một cái người đọc từ điển chứ chưa nếm muối, không biết trời đất gì về muối đó, nhưng mà nói công thức thì thuộc lòng như vậy. Còn cái người nếm muối người ta biết rồi, người ta cũng cần công thức dạng muối là vậy đó. Nhưng mà làm sao để diễn tả đây? Tổ Phước Huệ mới nói là kinh điển lưu truyền tám dạng tư, học hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại đà quên hết. Gì nữa? Chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Thật ra nói một chữ như là nhiều rồi đó. Chứ thật ra mà nói như là không nhớ. Nó vốn là vậy rồi. Nhưng mà không dùng từ như vậy chúng ta không hiểu. Như là bản thể, là chân như, là sự hằng hữu, là cái vốn có. Sống được với cái đó rồi, có nhớ có quên cái gì đâu. Cho nên cơ bản nhất học là để quên. Những người học võ đó mà nhớ chiêu thức là không đánh được. Những người học võ, luyện võ xong rồi là phải quên chiêu thức. Nó trở thành phản xạ mới đánh được. Còn suy nghĩ để đánh là người ta đánh mình chết rồi. Ví dụ nó đập banh mặt cái mới nhớ, nó đánh vô mặt thì phải cái chiêu thức phải đỡ làm sao. Nghĩ chưa xong đánh banh cái mặt rồi. Các vị hiểu ý này không? Cho nên còn nhớ các chiêu thức là không xài gì được hết đó. Tự hại mình. Cho nên người học đạo để quên có nghĩa là đã trở thành phản xạ rồi, trở thành xương máu rồi, trở thành cái ứng xử hay là trở thành cái bản chất của người tu. Tức là chúng ta đã chuyển hóa nó từ những cái lý thuyết sang ứng dụng thực hành và trở thành đời sống mẫu mực của một người tu. Chứ không phải là nhớ để làm gì. Còn nhớ để làm gì là thuộc về tập sự. Nhớ thầy mình dặn là sáng làm sao, thức dậy mấy giờ hơn,
rồi đi quét rác làm sao ha, phải đọc kệ quét rác rồi tảo chủ làm sao ha, rồi lên hu thiền rồi phải lên hu chung làm sao ha, rồi bước vào chánh điện phải gán nhớ cái bài tỳ ni làm sao ha, vân vân. Cái đó là gì? Tập sự đang nhớ công thức để ứng dụng. Nhưng mà những người đã trở thành cái sự thuần thục trong thiền môn, người ta có nhớ cái đó không? Nhưng mà người ta có sai không? Cho nên các vị phải hiểu được cái nghĩa của cái việc học tu. Cho nên khi không ứng dụng triết lý Phật giáo để trở thành đời sống của một con người theo Phật, thì những cái hình thức như vậy chưa giúp cho các vị để chuyển hóa tốt đâu. Còn bảo vệ và gìn giữ theo cái hình thức khuôn mẫu thì lỗi lầm rất nhiều. Hãy biến các giá trị của đạo Phật trở thành bản chất và đời sống thực của một cái người học tu thì nó mới có ý nghĩa. Cho nên học không khéo trở thành những người lý luận suông, còn phiền não thì vẫn đầy. Trong các trường Phật học hay có cái câu gì? Duy tệ thị nghiệp, đúng không? Ai hiểu câu đó như thế nào? Giải thích tôi nghe. Mời một vị ai phát tâm đi. Rồi, thầy mời không? Dạ, mô Phật cái câu đó là lấy trí tuệ làm thị nghiệp. Vậy theo con trí tuệ là gì? Trí tuệ là do sự mình tu học, nhất là giữ giới. À, cảm ơn được. Xin thưa với các vị, cái câu rất mỹ miều, nhưng mà trên cơ bản nhất á, là để hiểu được điều đó nó không phải là dễ. Chúng ta cứ hiểu trên văn tự như vậy thôi. Thật ra cái câu trí tuệ là sự nghiệp của người tu á, mà viết vào các trường Phật học á, làm cho những người đang học ở ghế nhà trường á, dễ nhận thức lầm lắm. Người ta cứ nghĩ rằng á, những người đang ngồi ghế nhà trường là những người có trí tuệ. Những người học tốt nghiệp các trường Phật học là những người có trí tuệ. Đây là một cái điều mà nó bị nhầm lẫn. Nó bị nhầm lẫn cho nên người ta cứ nghĩ rằng học nhiều, nhồi nhét nhiều, hiểu nhiều, và thậm chí những người học giỏi trong các trường là những người có trí tuệ. Rất là khác biệt về cái nhận thức của chúng ta. Những người học giỏi chưa chắc có trí tuệ, nhưng mà tri thức Phật giáo thì có. Tri thức Phật giáo nó cũng như bao nhiêu tri thức khác ở trên thế gian này của các nền học thuyết khác nhau. Nhưng mà trí tuệ là hoàn toàn khác biệt với các nền học thuyết khác nhau trên thế gian này. Cái câu trí tuệ là sự nghiệp của nhà tu, nếu mà hiểu theo một nghĩa trực diện luôn á, là niết bàn là sự nghiệp của nhà tu, giác ngộ là sự nghiệp của nhà tu, giải thoát là sự nghiệp của nhà tu. Cho nên khi dùng chữ trí tuệ, cái chữ trí tuệ trong cái nghĩa của Bát Nhã là Prajna, là Bát Nhã, là trí tuệ toàn diện đó, là một người phải đạt được chân tâm, phải người phải đạt được niết bàn, phải người là giải thoát. Cho nên cái câu trí tuệ là sự nghiệp của người tu có nghĩa là giác ngộ hay niết bàn là sự nghiệp của người tu. Còn học cái kiến thức trên nhà trường là tri thức Phật học. Cái này phải nhận chân rất rõ. Trong nhà thiền có câu là gì? Tầm ngu tu phỏng tích, học đạo quý vô tâm. Tích tại ngu hoàng tại, vô tâm đạo dị tầm là chỗ này. Đây là trong 10 bức tranh trăng trâu, người ta tổng hợp là cái ý như vậy. 10 bức tranh trăng trâu là một cái biểu tượng nổi tiếng cho cái lịch trình tu thiền, từ sơ tâm cho đến đạt được mục đích của giác ngộ. Tìm châu là tìm cái bản tâm á, dấu còn là châu vẫn còn. Nhưng mà học đạo quý vô tâm, và cuối cùng là vô tâm đạo dị tâm. Tức là học đạo ở chỗ là cần cái vô tâm, có nghĩa là không dính mắc. Tức là khi chúng ta không dính mắc rồi, chân như dễ dàng hiển lộ. Cho còn nghĩ gợi hoài sao chân như hiển lộ được. Cái điều này điều quan trọng, cho nên trong nhà thiền hay là trong nhà tu, học là điều quan trọng, nhưng mà học để quên chứ không phải học để nhớ. Chúng ta bị rơi vào trong trường hợp là học để nhớ, cho nên là mục đích cho cái việc mà giác ngộ của chúng ta nó bị tương phản, nó xa vời.
Chúng ta lên thuyền để qua sông, chứ không phải lên thuyền để đứng trên thuyền. Không có thuyền không qua được sông, nhưng qua được sông phải bỏ thuyền. Ở đây chúng ta đứng trên thuyền và chúng ta giữ thuyền vì chúng ta tiếc nuối về chiếc thuyền của chúng ta. Cái này là điều quan trọng vô cùng. Và vì vậy lòng chúng ta làm sao được thanh thản, tuệ giác làm sao phát sinh? Nếu tri thức chúng ta che đầy, tuệ giác không phát sinh được. Giống như mây mù vậy đó. Chúng ta nghĩ thiện cũng là một ý nghĩ, mà chúng ta nghĩ ác cũng là một ý nghĩ. Mây đen cũng là mây, mà mây trắng cũng là mây. Những mây nào mà che đậy mặt trời là giống nhau. Mây đen cũng che đậy mặt trời, mà mây trắng cũng che đậy mặt trời. Vì vậy nghĩ thiện cũng là nghĩ, mà nghĩ ác cũng là nghĩ. Chỉ có điều là nghĩ thiện thì về tính tương đối của nhân quả là vậy, nghĩ ác tính tương đối của nhân quả là vậy. Nhưng mà về mặt của cái trí tuệ giác ngộ thì thiện ác cũng phải bỏ. Niệm Phật cũng là niệm, mà niệm ma cũng là niệm. Nhưng mà nếu đạt được mục đích của giác ngộ thì niệm Phật cũng bỏ. Cho nên người niệm Phật là để mượn niệm này để đè dẹp niệm kia. Khi niệm kia dứt rồi, niệm Phật cũng phải vứt. Niệm ác đã dứt rồi, giữ câu niệm Phật cũng là niệm. Các vị lưu ý điều này rất rõ. Cho nên niệm Phật không sai, nhưng mà để đạt đến mục đích giác ngộ thì vẫn còn giữ câu niệm Phật là chưa thấu đáo. Chính vì vậy trong Pháp Đạo Đàn Kinh mới có một câu gì? Vô niệm niệm tức chánh, mà hữu niệm niệm tức tà. Muốn chánh niệm là vô niệm, còn hữu niệm là tà niệm. Tà niệm ở đây không phải là tầm bậy. Tà niệm của Pháp Bảo Đàn Kinh muốn nói là vẫn còn niệm thì chưa đạt được chân tâm. Niệm Phật tà không? Trì chú tà không? Tất cả những cái đó là cái lời chánh, sao gọi là tà? Tà ở đây không mang cái nghĩa là cái tà là tầm bậy, mà có nghĩa là vẫn còn niệm thì chưa đạt được chân tâm. Giống như lớp ồn, tôi phải dỗ bàn để cho các vị yên. Các vị hiểu nghĩa đó không? Nhưng mà khi lớp yên rồi tôi dỗ bàn thì tôi tự ồn. Có phải không? Vậy thì nhiều tạp niệm quá, cho nên các vị niệm Phật để dứt tạp niệm. Nhưng mà khi tạp niệm hết rồi, các vị niệm Phật vẫn là động niệm. Đứng về mặt bản thể của tuyệt đối nó là như vậy. Nhưng mà các vị không nhờ những phương tiện niệm Phật thì khó mà dẹp được tạp niệm. Cho nên khi học tu phải nắm được cái cốt lõi của vấn đề rất rõ. Còn mà không nói chuyện linh tinh hoài không có đường vào. Trên phương diện của phương tiện học tu, như từ đầu tôi đã nói, vì bình an, vì hạnh phúc, vì tương lai tái sinh, đừng rơi vào trong những hoàn cảnh này kia đó, thì vấn đề tu tập, ban tặng, bố thí, cúng dường, tất cả mọi thứ đều tốt. Nó là như vậy. Nhưng mà nên nhớ, giác ngộ không thể mua được bằng tiền. Nếu tiền mà mua được cái đó là tỷ phú giác ngộ hết, chứ không phải là giác ngộ dành cho mấy người tu. Mình lưu ý, giác ngộ không thể mua được bằng tiền. Nhưng mà tiền có thể hỗ trợ cho một cái phương tiện tu tập như cả bố thí ba la mật, thì cũng là một phương tiện hỗ trợ cho cái con đường trên tiến trình tu của chúng ta. Cho nên tiền nó dễ tạo cho chúng ta phước báo, nhưng mà phước báo hữu lậu. Nhưng mà những người trên lộ trình giác ngộ, nếu họ có phương tiện đó trước, thì họ sẽ tu tập theo con đường ba la mật, thì có nghĩa là tiền của họ là tạo làm sao trở thành phước vô lậu. Có nghĩa là tạo bằng cái phương pháp ba la mật. Cho nên trên cái lộ trình của sự giác ngộ á, các vị lưu ý, Tổ Huệ Năng có nói đó, nếu mà không ngộ được bản tâm á, thì phước báo nào có thể cứu đặng. Đây là nói về vấn đề con đường sanh tử. Phước báo không thể làm cho các vị chấm dứt sanh tử. Cho nên người tu học cần phải làm sao chấm dứt nhân tố sinh tử. Đó là mục đích cao nhất. Tôi phân tích như vậy để tùy nguyện vọng của chúng ta, cho nó rõ ràng chứ không thể nhọc nhằn.
không phải tàu tụng kinh cầu bình an để mục đích gì giác ngộ giải thoát. Nó không phải có mâu thuẫn như vậy. Chính vì vậy trong Phật học có cái câu chuyện mà về một cái con voi mà quá khứ từng tu tập bố thí để tạo nhiều phước báo đó. Nhưng mà khi tái sinh làm một loài voi nhưng mà hưởng thụ rất là nhiều. Còn một vị tu tập trên cái con đường vì giác ngộ giải thoát, cho nên sau này giác ngộ đắc A-la-hán nhưng mà khất thực không ai cho đó. Một câu chuyện này chúng ta lưu ý. Cái kia thuộc về hữu lậu, có duyên với chúng sinh thì nó sẽ là như vậy. Còn cái vị hướng về vô lậu có nghĩa là vì mục đích giác ngộ giải thoát cho nên không gieo duyên với chúng sinh, cho nên về mặt tương đối của thế gian các vị đó khất thực bị đói hoài, không có người cho ăn. Thì cái này tùy sự chọn lựa của chúng ta. Cho nên cái việc học đạo của các vị lưu ý, học đạo không phải là cao hay thấp, quan trọng nhất là học đạo là mê hay ngộ. Muốn tiến đạo là phải xác định được là mê hay ngộ. Cho nên cái người đó học để thấy rằng pháp mình cao hơn gì đó, nó quan trọng đâu. Ai là người ngộ sâu hơn? Trong học Phật pháp nó không thể dựa vào cái chuyện mà gọi là cái pháp cao thấp hay là học đạo nào sang quý hay tiện gì đó, nó không phải là như vậy. Mà phải xác định vào chuyện mê hay ngộ của một chúng sinh hay là một con người học đạo để đánh giá cái sự tiến bộ của chúng ta. Trong kinh Lăng Nghiêm gọi là giác mê mê diệt. Tức là giác mê mê hết. Ngộ ra thì tất cả những cái sai lầm nó hết. Thấy được con đường đi là tất cả mọi sự nhầm lẫn trước nó hết. Nó không còn phán đoán nữa. Cái việc học tu nó xác định ở cái chỗ này nè. Phải nắm được cốt lõi của chân lý. Khi các vị có cốt lõi của chân lý, các vị có bận lòng vào chuyện lao sao xung quanh hay nói gì không? Bởi vì có nói cái gì đi chắc nữa, các vị chắc chắn trong tay đi nói gì. Các vị thấy được bản tâm hay là các vị thấy được chân lý hay các vị nắm được chân lý, xác định rất rõ thì các vị còn nói gì? Và những cái lời nói nó không có quan trọng nữa. Và các vị cũng không bị xao động bởi những lời nói linh tinh nữa. Cho nên học đạo là nó quý ở chỗ này. Quên mất bản tâm, học đạo vô ích là cái nghĩa này. Không trở về với chính mình và không sống được với cái bản tâm đó và không thấy được cái đó thì học đạo nó cứ xuyên vậy nè, nó cứ điên đảo bởi những cái nói linh tinh. Cho nên một vị có chánh kiến có nghĩa là không bị điên đảo bởi những cái lập luận linh tinh. Và mỗi một lập luận chúng ta cũng xác định rất rõ cái đó nó nằm cho đối tượng nào. Cho nên tôi nói một người mà hướng dẫn sự tu học hay là chia sẻ các vấn đề tu học là những người phải thâm tu, những người trải nghiệm, những người phải nắm được chân lý trong tay. Những người đó mới định hình được cái sự tu học của tất cả mọi người. Một người không hiểu biết gì đạo Phật, nghiên cứu lởm bởm, định hình ngược lại là vô lý. Đọc vài ba mớ những cái lời lý thuyết rồi định hình cho các vấn đề Phật học cũng là vô lý. Nói như đúng rồi. Cho nên những người ứng dụng học tu và những người nắm được cốt lõi của chân lý, người ta không bận lòng vào chuyện đó. Nhưng chỉ có điều thấy thương cho những người gọi là bị lạc lối. Đây là một vấn đề rất là quan trọng. Cho nên việc học tu nó không xác định chuyện cao thấp. Và nó cũng không có gọi là giới hạn trong cái việc là học tu bao lâu. Các vị học tu 100 năm, các vị học tu 1 năm, cái đó nó không quan trọng về vấn đề thời gian. Quan trọng nhất là ai là người ngộ trước, ai gần đạt với chân tâm, hay là ai là người thấu triệt chân tâm. Chứ không phải là tu bao lâu. Cổ Đức có nói một câu làm sao? Tu nhất kiếp hả? Ngộ nhất thời. Hiểu cái câu này không? Các vị có hiểu được cái nghĩa tu nhất kiếp, ngộ nhất thời không?
là cái việc tôi vừa nêu với các vị đó. Tu bao lâu không phải quan trọng, mà quan trọng nhất là ai là người đạt được chân tâm, ai là người thấy đạo. Tổ Huệ Năng vô tu chưa xuất gia nữa, có phải không? 8 tháng học giả gạo thôi, nhưng mà được truyền y bát không? Hả? Tại sao Ngài Thần Tú hay là 500 đồ chúng học tu xuất gia trước đó biết là bao lâu, nhưng tại sao không được truyền y bát? Vậy là học đạo hay là sự giác ngộ nó không lệ thuộc vào thời gian. 8 tháng người này thấy đạo, còn có những người học 8 năm chưa thấy gì, thì người 8 tháng vẫn có giá trị và vẫn đạt được mục tiêu. Cho nên tu nhất kiếp ngộ nhất thời là chỗ này. Quan trọng nhất là ngộ, chứ không phải là quan trọng ở thời gian tu. Thời gian tu chỉ là hình thức thôi, bản thể là cái quyết định, hình thức chỉ là cái tạm đặt. Một người 100 năm tu tập nhưng mà chưa thấy đạo, nó cũng không bằng những người mới bước vào tu tập mà thấy đạo. Sự thấy đạo để quyết định, chứ không phải là tu bao lâu để quyết định. Vậy thì cái việc học tu của các vị cũng vậy, đừng quá quan trọng ở thời gian. Thời gian là thứ bậc chúng ta phân cấp cái gì đó trên mặt hình tướng thôi. Nó cũng phải có những trật tự lớp lang, nhưng mà về mặt bản thể sâu thẳm thì phải nói là ai thấy đạo, ai đạt được chân tâm, ai đạt được mục đích tu hành, ai có tuệ giác là cái đó quyết định. Cho nên câu chuyện mà giữa Ngài Thần Tán là đệ tử để mà nói chuyện với thầy mình đó, cái đó nó làm cho chúng ta hiểu ra được rất là nhiều điều. Người thầy thế độ cho mình là tu tập trước mình hay sao mình? Trước mình. Nhưng mà một vị thầy rất là đạo đức, rất là giới hạnh, giờ giấc tụng niệm rất là miên mật, nhưng mà chưa thấy đạo. Thần Tán sau một thời gian học tu với thầy mình không ngộ được, cho nên mới đi tìm một vị khác để học. Sau khi ngộ được bản tâm rồi, tức là thấy đạo rồi, quay trở về biết được thầy mình là bậc chân tu nhưng mà vẫn chưa thấy đạo, mới tìm cách để giúp thầy mình. Nhưng mà với tư cách là học trò, Thần Tán vẫn giữ lễ hầu thầy, cung kính thầy mình như vậy. Một hôm Thần Tán tắm cho thầy mình, tại vì thầy lớn tuổi rồi, thì Thần Tán mới vỗ cái lưng của thầy mình, mới nói là điện Phật sáng quá mà không lưng. Thầy nói thằng này nói gì ta, nhưng mà thầy cũng không nói gì. Một hôm thầy tụng kinh thì Thần Tán cũng hầu thầy như vậy á, thì cái con ong á nó mới bay qua cái cửa sổ, mà ngày xưa cái cửa sổ bằng gì, nó không phải kiến như bây giờ, cửa sổ bằng gì, bằng giấy, người ta chắn cái cửa sổ là bằng giấy, thì con ong mới cứ đâm đầu vô cái giấy đó đó. Thì lúc đó Thần Tán mới đọc cái bài kệ mà ông thầy, lúc mà ông thầy đang lật kinh tụng, lật như vậy này, lật đang tụng như này đó. Thần Tán mới đọc bài kệ là không môn bất khẳng xuất, đầu sông giả thái suy, bách niên toản cổ chỉ, hà nhật xuất đầu thì. Có nghĩa là Thần Tán đang nói chuyện của con ong thôi, giống như đang bay vậy đó, mà nó sắn hoài ở cái cửa. Không môn bất khẳng xuất có nghĩa là cái chỗ trống như vậy nè, xong bay ra mà ngu quá đi mà chui cái cửa sổ, mà cái cửa sổ giấy che như vậy thì sao chui. Rồi mới nói hai câu sau là gì, bách niên toản cổ chỉ, là trăm năm dùi giấy mực như vậy nè đó. Hà nhược xuất đầu thì, ngày nào thoát ra được. Mượn cái hình ảnh con ong mà nói lên cái điều. Nếu thầy chỉ trăm năm tập trung vào tụng kinh như giấy thì thầy không giác ngộ được. Đây là một cái câu mà gọi là cảnh tỉnh. Và sau câu đó ông thầy ngộ. Ông thầy không sai, nhưng mà mục đích giác ngộ hay là tu để giác ngộ là một vấn đề khác. Cho nên tôi nói với các vị, tu như thế nào là đạt kết quả như thế ấy đó. Đây là một vấn đề chúng ta cần lưu ý.
phải xác định được mục đích tu học của chúng ta là gì. Cho nên con đường giác ngộ của Thiền Tông là một con đường rất tuyệt vời, đầy trí tuệ, đầy sáng tạo. Nhưng một số người cho rằng đó là cái chuyện dựng nên của Phật giáo Trung Hoa. Đây là một việc nhầm lẫn. Các vị nhớ Ngài A Nan chứng thánh bằng cách nào? Hả? Ngài A Nan ngồi thiền để chứng thánh hay là trong tình huống nào để chứng thánh? Chưa nằm nữa. Các vị lưu ý nha, cái này là trong một cái lịch sử kết tập Tam Tạng kinh điển đã ghi lại rất rõ. Và lịch sử kết tập kinh điển nó có trước Thiền Tông rất nhiều thế kỷ. Cho nên đừng nói là Thiền Tông dựng lên. Cả suốt 7 ngày trước đó, Ngài A Nan đã tu tập thiền định rất là miên mật. Nhưng mà có chứng thánh chưa? Chưa. Sáng nay là cái thời điểm khai mạc đại hội kết tập kinh điển của 500 vị thánh tăng, mà cơ bản nhất là Ngài A Nan không thể không có mặt. Nhưng mà đã quyết định của Ngài Maha Ca Diếp là không chứng thánh là không được tham dự kỳ kết tập kinh điển này. Ngài A Nan xuyên suốt quá trình tu miên mật trước đó không có chứng thánh, tức là không đạt được mục đích. Và cuối cùng giờ đã sắp đến rồi, thất vọng về cả một quá trình dụng công tu của mình, đang trong quá trình buông hết tất cả, chán chường rồi, không còn bận lòng gì tất cả. Tâm lúc đó dường như rỗng không toàn bộ rồi, không còn bận lòng với cái mục đích giác ngộ, không còn gì đó, chán chường hết, vứt hết tất cả mọi thứ. Ngay lúc đó ngộ đạo chứng thánh. Như vậy sự chứng thánh quả của Ngài A Nan có trước cả thời kỳ của Thiền Tông phát triển ở Trung Hoa. Và như vậy những con người ngộ đạo của Trung Hoa không phải là một sự lập dị hay là một cái sự mà tự đặt ra của Phật giáo Trung Hoa, mà người ta đã lấy được cái tinh túy cho cái việc đó. Cho nên mục đích của người tu tập của Thiền Tông là làm sao thấy tánh, chứ không phải anh học cái gì, anh dụng công cái gì. Không chấp ngồi thiền cũng không từ bỏ chỉ ngồi thiền. Cho nên cái câu chuyện của Ngài Mã Tổ Đạo Nhất và Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng là một cái để cho chúng ta chiêm nghiệm. Mã Tổ là người thâm tu, siêng năng ngồi thiền định. Thì một hôm khi mà Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng mới hỏi rằng đại đức tu tập thiền định làm gì, nói con ngồi thiền để làm Phật. Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng không nói gì cả. Một hôm đợi Mã Tổ vô ngồi thiền, Ngài đi lượm cục ngói, Ngài ra trước ngay cửa hang đá mài hoài, kẹt 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 hoài. Mới đầu thì Ngài Mã Tổ cũng không để tâm, nhưng mà mài ghét bực không? Các vị thử ngồi thiền tôi làm gì gỗ kẹt gột gẹt cái bên ngoài, các vị bực không? Nổi sân luôn phải không? Thì lúc đó Mã Tổ cũng bực quá, cho nên mới bước ra hỏi: thầy làm gì vậy? Nói tôi mài ngói. Nói thầy mài chi vậy? Ngói thì làm gương. Mã Tổ mới nói: trời ơi, ngói mà sao thành gương được thầy? Thì lúc đó Ngài Nam Nhạc mới nói: vậy chứ ông ngồi thiền chừng nào làm Phật? Ngay lúc đó Ngài Mã Tổ tỉnh ngộ. Nhưng mà Ngài Mã Tổ mới nói: vậy là con phải làm gì? Hỏi cái vấn đề đó. Thì lúc đó Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng mới cho thí dụ một câu: tôi hỏi ông, con trâu nó kéo chiếc xe mà chiếc xe không đi thì đánh trâu hay đánh xe? Cho nên á, ông ngồi thiền để làm Phật. Sự thật rằng á, thiền nó có dựa vào tướng ngồi. Đi đứng nằm ngồi, nếu đã thiền thì lúc nào cũng thiền, chứ không phải là ngồi mới thiền. Vậy khi lúc ông ngồi thiền vậy ông đi không thiền à? Đứng không thiền, nằm không thiền à? Còn á, nếu ông lấy tướng ngồi thiền này để ông làm Phật, Phật không dựa vào tướng ngồi thiền đó. Nếu ngồi thiền để làm Phật, ông nghĩ Phật dựa vào tướng ngồi thiền là ông giết Phật.
Ngày đó Mã Tổ tỉnh ngộ. Như vậy các vị thấy rằng cái sự ngộ đạo của các vị thiền sư Trung Hoa rất là lạ. Các vị tưởng mới hả? Nếu so về cái việc mà gọi là đắc thánh quả của ngài A Nan và các vị thiền sư của Trung Hoa không hề khác biệt nhau. Cách dụng ngữ khác nhau nhưng mà không hề khác biệt nhau. Cho nên cốt lõi của chân lý là không hai. Thấy tánh cũng là không hai, chứng ngộ cũng là không hai. Người ta làm sao để đạt được mục đích chứ không phải là người ta khệ nệ vào các câu từ chữ nghĩa. Nó không phải lập vị, lập khuôn, lập thước gì cả. Bởi vì Thiền Tông cảm thấy rằng có những người dính mắc vào cái lập khuôn, lập vị đó mà suốt đời không có thoát ra được. Bao phủ bởi tất cả những cái kiến giải của chúng ta như vậy thì không thể hiển lộ được chân tánh. Cho nên sự tu tập của nhà thiền là một con đường công phu miên mật và trực thẳng vào cái việc làm sao để thấy tánh. Cũng giống như Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói câu là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật vậy. Thật ra kiến tánh thành Phật là một câu nói nó cao khiết thôi. Thấy tánh là thấy được chân lý, thấy được bản tâm. Nhưng mà để thành Phật thật ra là chắc chắn là thành Phật đó, nhưng mà còn cả một quá trình. Cho nên nhà thiền tế nhị hơn mới dùng câu là kiến tánh mới khởi tu. Tại vì lúc đó không còn sai nữa, nắm được chân lý rồi, thấy được con đường rồi, không còn sai nữa. Cho nên xác định rất rõ cái mục tiêu học tu của chúng ta là gì chứ. Những con đường ngộ của thiền nó làm cho người ta không lý giải được. Chứ nói giới định tuệ dễ không? Nhưng mà có tuệ chưa? Các vị làm nền tảng cho đạo đức. Nhưng mà để có định có tuệ là cả một vấn đề. Hay là chúng ta chỉ nói mang cái nghĩa là công thức giới định tuệ. Ai có tuệ không? Người có giới chưa chắc gì có định tuệ. Nhưng mà người có tuệ thì chắc chắn giới định thành. Cho nên tôi nói giữ khuôn thước có thể trở thành một người có đạo đức. Nhưng mà một người giác ngộ thì hơi bị khó đó. Một con người giác ngộ không hề đơn giản. Mà nó cũng không phải là một cái con người làm cái mẫu, hay là nó cố định một khuôn thước nào. Các vị có thấy bất cứ một vị thiền sư nào giác ngộ giống vị thiền sư nào? Mỗi một người nhận ra được chân tâm bản tánh mình trong nhiều tình huống khác nhau. Hương Nghiêm Trí Nhàn là một trong những điển hình. Thấy được bản tánh của mình không từ ai cả, từ một cái buổi sáng quét để hạt xoải văng vào trong bụi trúc để kêu một cái tách ngộ đạo. Cái đó tất cả những người trên cái công thức khuôn mẫu không bao giờ hiểu ra được cái đó là cái gì. Nhất là những người căn bản trên cái nền tảng là cứ giới định tuệ thì cái đó ai cũng nói được. Không lẽ cả một bề dày của Phật giáo Trung Hoa không hiểu cái đó là cái gì? Và các vị thấy rằng trên con đường đó người nào có tuệ chưa? Cho nên các vị lưu ý cái điều này rất rõ. Chữ tuệ trong nhà đạo là bản tâm bản tánh để hiển lộ được cái bản tâm bản tánh, hay đạt được chân lý. Chứ không phải chữ tuệ mang cái nghĩa là học thuộc lòng cái gì đó hay nhớ cái gì đó. Giữa tri thức và trí tuệ là một khoảng trời rất xa. Tri thức là điều rất quan trọng trong Phật giáo nhưng mà học rồi để bỏ. Cũng giống như chiêu thức rất quan trọng trong cái người học võ, nhưng mà học rồi để biến chiêu thức lại trở thành cái phản xạ. Chứ không phải là để nhớ chiêu thức, nhớ chiêu thức đánh không có được. Nhớ tri thức chỉ là múa võ cho vui thôi. Chứ không thực chiến. Người thực chiến không có nhớ chiêu thức nữa. Cho nên cái người đạt đạo là người sống bằng trực giác chứ không phải sống bằng ý thức. Cho nên tiến trình để một cái người giác ngộ trên cơ bản nhất mà thầy Huệ Đăng từng chia sẻ trong một số các cái bài pháp thoại của thầy. Để giác ngộ tiến trình nó có bốn cái tiến trình như thế này: tỉnh thức, tỉnh giác, trực giác, giác ngộ. Những con người người ta thấy được mục đích, đưa ra cái các
cái vấn đề để chúng ta ứng dụng dựa trên kinh nghiệm. Vì vậy những người thấy được mục đích rồi, họ có thể có nhiều cái cách đi khác nhau. Họ không quan trọng chúng ta đi bằng cái gì. Giống như đi xuống Quan Âm Đông Hải này, chúng ta đi bằng cái gì không biết, nhưng mà quan trọng nhất tới đây thôi. Đi trực thăng được không? Hả? Còn sang chảnh nữa, phải không? Đi xe tăng được không? Hả? Nếu quân đội nào cấp chiếc xe tăng để đi tới đây, đi không? Ngon không? Đi hai bên đường người ta ra người ta bu luôn hết chứ, phải không? Đi xe bò được không? Ừ? Như vậy, khi chúng ta biết rất rõ Quan Âm Đông Hải ở đây, thì người ta không biết làm cái cách gì, đi thuyền, đi máy bay, đi xe bò, xe ngựa, đi gì đó, đi bộ được không? Đi xe đạp được không? Đi cái gì đó, bởi vì người ta đã xác định rất rõ, biết rất rõ ở đây rồi, đi cái gì cũng quan trọng, người ta tới thôi. Thiền tông là quan trọng chỗ này. Quan trọng nhất để người ta thấy được cái mục đích, người ta kiến tánh để giác ngộ thôi, để đạt đạo thôi. Còn cái cách gì đó là tùy người ta. Cái sáng tạo là ở trong chỗ này. Người ta không cần khuôn thước vào cái việc gì công thức nữa. Cho nên khi các vị là những người có gây chí trên cái con đường mà mục đích học tu, các vị học cho nó chín mùi, rồi lấy phương thức ứng dụng và ứng dụng để bỏ. Tức là mượn thuyền qua sông, nhưng qua sông rồi thì bỏ thuyền. Tri thức là chiếc thuyền. Mục đích của giác ngộ là bên kia. Không có thuyền không có qua được sông, nhưng mà giữ thuyền thì không lên bờ được. Cho nên học tu học phải cho chuẩn, trong học lan man, và phải xác định được mục đích của mình học tu để làm gì, thì chọn pháp cho phù hợp, căn cơ, trình độ, mục đích, rồi chọn lựa. Cho nên tôi từng nói với các vị rồi, khi nói về giáo pháp phương tiện là vì có trí tuệ. Cho nên các vị nói tứ diệu đế bát chánh đạo là chân lý. Tôi nói có những lúc tứ diệu đế bát chánh đạo còn thua gói mì. Một người đói sắp chết đến nơi này, lúc đó chúng ta đem chân lý ra chúng ta nói, gán ngồi lên đi con, tứ diệu đế bát chánh đạo là chân lý này nghe con, ngàn năm một thở nghe, Đức Phật phải sắp bỏ mình mới ngộ ra được con đường này, tất cả mọi thứ gán đi nghe con, không dễ gì gặp Phật pháp đâu nghe con, nói chưa xong chết quèo, có phải vậy không? Còn mà nó ngáp nó còn nói được, nó nói gì? Ông nội ơi tôi sắp chết rồi. Như vậy lúc đó chân lý của nó là gì? Có phải thua gói mì không? Các vị đưa ra mì gói mà còn chưa kịp nấu nữa, hoặc là cơm nguội với nước tương nó chưa kịp gì hết trơn á, các vị đưa ra đi, đưa xong rồi sao? Ăn xong cái trời ơi đạo Phật vi diệu thậm thâm, đạo Phật tuyệt vời, chỉ có chùa mới như vậy thôi, hôm nay con sắp chết rồi mà Phật pháp cứu đời con, thế này có phải không? Lúc đó lấy tứ diệu đế bát chánh đạo là giết người. Các vị hiểu đâu? Cho nên khi người học đạo có trí tuệ, họ không phải 2 cộng 2 bằng 4. Cái người có trí tuệ là họ đã biết được căn tánh chúng sinh đó cần gì, và họ sẽ làm cái gì để họ độ cho người này giác ngộ. Cho nên không hiểu nói lung tung. Tôi hay nói những cái này để cho các vị gì? Học đạo có cái nhìn bằng trí tuệ, chứ không phải là chấp văn tự máy móc. Cho nên khi có trí tuệ thì các vị sẽ biết chúng sinh đó cần gì và pháp gì có thể độ họ. Hai nữa là người lắng nghe từ cái nhu cầu của một con người, họ cần gì để giúp họ. Bây giờ tôi đưa ra một thí dụ đơn giản nữa đây cho các vị hiểu. Một đứa trẻ con chưa có ý thức về văn chương, văn hóa, đạo đức gì hết trơn trời,
khi nó ăn cơm đổ, ba má nó là những người có học thức, cho nên mới ngồi kế bên đó mới nói gì: con ơi, hạt gạo là ngọc trời để nghe con. Để có hạt cơm này ba má biết là bao nhiêu công sức nha con. Ca dao dân ca, dân gian từng để lại: ai ơi bưng bát cơm đầy dẻo, thơm một hạt đắng cay muôn phần nha con. Cho nên là gán mà đừng có để đổ cơm nha con. Nhìn bà nói vậy, có phải vậy không? Nhưng mà chúng ta nói đúng không? Sao không đúng? Chúng ta nói văn chương, chúng ta nói đúng nghĩa quá. Nhưng mà nó không có hiểu và nó đổ cơm không? Vẫn đổ. Nhưng lúc đó chúng ta không văn chương, không bác làm gì chứ. Mày mà ăn đổ cơm, ngày mai xuống địa ngục mà ăn dòi vậy nghe mày. Lượm ăn không? Như vậy quan trọng nhất là để cho nó lượm cơm, hay là quan trọng nhất là mình nói hay hay nói dở? Cái điều quan trọng không biết nói cái gì mà nó lượm cơm vô nó ăn. Nó đừng có đổ cơm, chứ không phải là mục đích nói cái gì. Nhưng mà lớn lên rồi mình có nghĩ rằng đổ hạt cơm xuống địa ngục ăn dòi không? Mình hiểu rất rõ, nhưng bây giờ đối với nó là mình nói: mày đổ một hộp mới mất xuống địa ngục ăn dòi đấy nghe mày. Là nó không còn đổ một hộp nào cả. Như vậy cái câu dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần quý, hay là cái câu mà ăn dòi quý? Vậy thì chúng ta thấy rằng pháp độ người nó không phải là một khuôn mẫu. Người có trí tuệ rồi họ không lập vị, lập khuôn gì hết trơn trời á. Người đã biết cái gì để độ người. Cho nên đây chính là một câu mà Pháp Bảo Đoàn Kinh tôi nói với các vị hồi nãy: ta không có pháp nào để độ người hết á. Tùy sự cột trói của người như thế nào thì ta có một pháp để mở như thế ấy. Chứ còn căn bản từ ngữ đó ai không thuộc, ai không hiểu? Nhưng mà ai được gì trong cái từ ngữ đó, hay là đang chết trong cái rừng từ ngữ đó? Cho nên phải hiểu điều này. Học đạo Phật là để ứng dụng. Và sau khi ứng dụng trải nghiệm mới hiểu được cái triết lý của đạo Phật, cái thâm thúy ở chỗ nào. Còn học không chưa hiểu được, hiểu chỉ là một mức độ cơ bản thôi. Giống như công thức về thuốc cũng vậy. Các công thức về thuốc của các thầy thuốc tiền bối đưa ra là vậy. Nhưng mà phải những thầy thuốc đại tài mới có thể sử dụng được những cái công thức đó để trị người. Còn chúng ta cứ đọc vào những công thức đó, chúng ta làm thuốc uống đôi khi chết người. Cho nên thuốc phải thử nghiệm, phải thâm sâu, phải biết. Và cái này trong bài kinh Người Bắt Rắn trong Trung A Hàm, Đức Phật có nêu trong kinh Xà Dụ rồi không? Bắt rắn đúng cách thì an toàn, mà bắt rắn sai cách thì sao? Rắn cắn chết. Pháp của Đức Phật cũng vậy. Thấy như vậy đó, nhưng mà ứng dụng sai là tự hại mình. Đã cảnh báo từ rất lâu rồi, chứ không phải là cái chuyện của mới. Cho nên Phật Pháp màu nhiệm, lung linh, huyền ảo, ai cũng thích. Nhưng để hiểu, để ngộ ra, để ứng dụng, để hiệu quả như thế nào là một vấn đề. Cho nên trên cơ bản người ta đang hướng về con đường đạo Phật, giống như cái câu gì nãy phát biểu đó. Để tìm được sự an lành, an lạc gì đó, sống bình an thì cũng được đó. Là một cái cách phù hợp để đa phần những con người bị stress trong cái xã hội này, nhờ ứng dụng giáo pháp của Đức Phật để xả stress, thì cái đó nó tới đó thôi. Người ta sẽ ứng dụng để xả stress thôi. Tức là người ta lấy một cái gì nó đang phù hợp với nhu cầu. Thì giáo pháp của Đức Phật cũng đâu có loại trừ chuyện đó. Những người muốn xả stress thì đấy, những phương pháp này để giúp cho thư giãn xả stress nè. Và nếu trong cuộc đời chỉ tìm sự an lạc xả stress thôi, thì người đó làm được ăn được gì trong cuộc đời? Tối ngày để hưởng cái xả stress không mà làm gì nữa, lấy gì ăn, đúng không? Phải hiểu được những cái đó. Xả stress chỉ là chữa cháy để có năng lượng, để có gì đó, để tiếp tục quay về với cuộc sống, để làm cái gì đó, để tạo ra cái gì đó. Mưu cầu của mỗi con người khác nhau,
Và vì vậy kết quả nó tương đương với những mưu cầu của những người chọn pháp ứng dụng. Vậy thì các vị có quyền chọn lựa, không đúng sai phải trái ở trong này, cũng không chê khen gì ở trong này. Trình độ căn cơ của người đó tới đó thì đó là họ như vậy. Một cái em học lớp 1, 2 cộng 2 bằng 4 thôi, làm sao mà 2 mũ 2 ra 4 được? Nó cãi tới cùng, có phải không? Nó về nó viết 2 cộng 2 bằng 4, nó con 2 á, trên đầu nó mũ 2 vậy, nó ra 4 này con. Ơ bậy, cô của con là 2 cộng 2 ra 4, mẹ không có học biết gì, có phải không? Còn cái mình viết 2 nhân 2 bằng 4, cái nó không có đâu, viết sai rồi. Nó phải ngang bằng sổ thẳng như thế này, mẹ viết xéo xéo, kêu này viết 7. Không thể chấp nhận được như vậy. Thì các vị nên nhớ rằng không thể cãi với con. Bởi vì con nó đang mới học lớp 1 thì cái hướng dẫn của cô vậy là đúng rồi, là tại sao mà như vậy? Cho nên Phật học sao gọi là tranh cãi được? Mê tín, mê tín là sao? Có những người chỉ có nhu cầu như vậy. Quan trọng nhất là không lạm dụng hay lợi dụng cái chuyện bình dân của thiên hạ là vô đạo đức. Còn cái chuyện cái nhu cầu của họ tới đó thì phải phương tiện độ họ bằng cách đó chứ sao. Họ đến đạo Phật bằng cái niềm tin, dù họ xem chỉ tay để đến đạo Phật thì chúng ta cứ xem chỉ tay, mắc mớ gì nói chỉ tay mê tín. Một ông thầy chính hiệu kêu họ ăn chay niệm Phật, họ ăn không? Họ không ăn. Kêu họ niệm Phật, họ không niệm. Nhưng mà ông thầy bói nào đó xem chỉ tay thôi, cầm tay lên luôn. Trời, tay mình năm nay có vấn đề không ạ? Tán tài tán mạng gì đó rồi. Trên này kia gán rồi. Ăn chay niệm Phật con, cũng ăn chết mày đó. Ăn không? Như vậy sao gọi là mê tín? Mình kêu họ ăn chay niệm Phật họ không ăn. Nhưng mà nếu mà cái dùng cái đó để khuyên họ ăn chay niệm Phật họ ăn, họ niệm Phật, tại sao không làm? Vậy sao gọi là mê tín? Con người đầy tỉnh thức, con người đầy trí tuệ mới biết được rằng đối tượng đó cần gì và đem pháp gì để độ. Quan trọng nhất là thầy không phải biết người ta như vậy để lạm dụng là đúng. Cái sai đúng ở ông thầy trong ở pháp. Cho nên tà nhân thuyết chánh pháp, chánh pháp tức thì tà, mà chánh nhân thuyết tà pháp là tà pháp tức thì chánh, là vậy. Pháp chánh tà ở chỗ con người chứ không phải pháp chánh tà ở chỗ của pháp. Nếu con người chân chánh họ dùng cái gì để độ người là trí tuệ, cái đó gọi là giáo pháp phương tiện. Còn người tà pháp kêu người ta niệm Phật vẫn tà, kêu người ta ăn chay vẫn tà. Cái tà chánh ở cái tâm của con người dùng pháp, chứ không phải là pháp đó pháp gì. Cho nên người có trí tuệ, các vị thấy rằng họ ứng dụng giáo pháp rất là linh động, rất là siêu việt. Chứ không phải chỉ có 2 cộng 2 bằng 4 rồi đi ra cãi lộn như vậy đâu. Cho nên tôi có nói một cái vấn đề này, nhưng thôi không tiện nói đây, dịp khác nói. Trở lại vấn đề của chúng ta, ngay cái nghĩa mà tôi nói nãy, tỉnh thức, tỉnh giác, trực giác và giác ngộ. Cái này nên lưu ý. Tỉnh thức là gì? Ý thức rất rõ từng niệm của chúng ta, mặc dù không có dùng những cái câu nào theo cái dạng khuôn mẫu, nhưng mà trên cơ bản nhất, bản chất vấn đề chúng ta phải lưu ý. Ý thức rất rõ những hành động của chúng ta, một tâm niệm của chúng ta. Tỉnh thức là nhận ra tâm niệm mê, tâm niệm thiện, tâm niệm ác, tâm niệm gì đó, tâm niệm hôn trầm, tâm niệm gì đó, nhận ra hết. Tỉnh thức là nhận ra có cái đó. Tỉnh giác phải biết được rằng tất cả các ý niệm là giả. Khi tỉnh thức rồi, tỉnh giác phải
phải để cho tâm trở về sự thanh tịnh. Ý thức rất rõ các niệm này là vọng niệm rồi thì không có để bị mê. Không bị mê cho nên gọi là tỉnh giác. Khi có tỉnh giác, tâm lắng trong mới có trực giác được. Trực giác là cái không phải suy nghĩ. Trực giác và giác ngộ chỉ là một sợi tơ thôi. Từ tỉnh thức qua trực giác nó xa. Nhưng mà khi đã trực giác rồi thì đến với sự giác ngộ rất là gần. Cho nên tất cả các thiền sư đâu có nhớ gì. Cho nên thời nhà Lý mà vua Lý hỏi thiền lão thiền sư ngài ở bao lâu, nó ta biết đâu à. Đảng tri kim nhật nguyệt thùy thức cụ xưng tu. Phải không? Ngày nay chỉ biết ngày nay, còn xưng tu trước ai hay làm gì. Ngài đâu có cần bận tâm chuyện đó. Tức là khi sống với cái trực giác rồi, người ta ý thức rất rõ những cái điều người ta đang sống với cái hiện tiền như vậy. Không có còn suy nghĩ về quá khứ, không có tương lai. Nhưng mà nó không cần đọc cái bài kệ gì người biết sống một mình vậy, không tri tìm quá khứ, không khát vọng tương lai gì, không có gì hết trơn rồi. Nhưng mà bản thân của những người đó có phải sống vậy không? Có phải vậy không? Ủa ngày nay chỉ biết ngày nay, còn xưng thu trước ai hay làm gì? Có phải là không tri tìm quá khứ, không khát vọng tương lai không? Nhớ, con đường của thiền tông không lặp lại ngôn ngữ của các bậc tổ đức, hay là không lặp lại ngôn ngữ của kinh điển, bởi vì nó trở thành cái pháp sống của những con người đó rồi, thì họ diễn giải theo cái kinh nghiệm, cái cách sống của họ, chứ mắc cái gì lặp dị. Cho nên các vị nói kinh ABC chích dòng thứ mấy, nó chích cái trang 133 câu 217, người có giới đức tệ tri đầy đủ, nương bắp lành chứng ngộ gì á, là các vị lặp lại. Còn con người ta trở thành pháp sống, người ta không có lặp lại cái câu đó, nhưng mà người ta sẽ nói với các vị hoàn toàn chính xác. Cái người ăn muối rồi, người ta sẽ nói là với các vị không cần cái công thức ở trong từ điển. Cái này là điều quan trọng vô cùng. Cái người biến giáo pháp trở thành cái pháp sống và trở thành cái bản chất của mình rồi. Giống như các vị nói từ bi, và một con người từ bi nó là một khoảng trời quá xa. Cái miệng nói từ bi và cái lòng từ bi sao? Nhớ là như vậy. Cho nên đây là những cái mà tôi nói với tu sĩ ở tại tu viện tôi. Anh em của tụi con ở đây xuất gia chung một thầy, như con chung một cha, sống theo một cái mục đích lý tưởng của Đức Phật, mà không thương yêu nhau, đùm bọc nhau, tha thứ nhau, hỗ trợ nhau được, thì mai này đừng nói hai chữ từ bi với chúng sinh. Đó là nói láo, rất là hổ thẹn. Tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi không dạy từ bi là phải nên lặp lại cái từ là gì, bi là gì, phải yêu thương gì. Không. Nói cái nó mòn cái răng, nó cũng vẫn không có từ, vẫn không có bi như thường. Sống được đi, và trở thành cái bản chất sống đi của những người huynh đệ cùng chung một thầy, cùng chung một mái chùa đi, thì khả dĩ mai này quả mai nói được hai tiếng từ bi với chúng sinh còn có thể chấp nhận được. Còn sống ở trong đây không hòa hợp, không yêu thương, không đùm bọc, không tha thứ, không bảo vệ nhau, nói từ bi chúng sinh là nói dốc. Cái này tôi dạy chúng tôi nói như thế. Cho nên cái câu chuyện này như tôi có nói ở chùa Giác Ngộ. Tôi nói một cái chú sa di xuất gia mấy năm, tranh cãi với một nhóm Phật tử với một chai nước chừng gan. Trong một khóa tu ở tu viện tôi, sau cái khóa tu rồi buổi chiều tối, tôi đi dạo dạo để mà mình nghỉ ngơi chút xíu, để mình đi vòng vòng chút xíu để mình nghỉ. Mà tôi nghe những cái tiếng tranh cãi, tôi nghĩ là nói đùa hơi bị lớn. Nhưng mà khi tôi đến gần, nó không phải. Những con người này đang tranh cãi thật sự. Thì tôi tiến sâu hơn, tôi mới thấy rằng một cái chú sa di cầm cái chai nước trên tay, còn cái nhóm người kia là hai ba người cư sĩ đang tranh cãi quyết liệt. Tôi hỏi chuyện gì vậy?
thì chú Sa Di phân bua cái đúng sai. Nhóm người cư sĩ cũng phân bua cái đúng sai. Tôi chỉ nói một câu, dù đúng cũng sai, tôi đi lên. Thì sau đó những nhóm người này mặc áo lên sám hối. Tôi mới hỏi cái chú Sa Di, con tu gì gì? Nói con tu gì, cái mục đích giác ngộ giải thoát con gì, phụng sự cho Phật Pháp gì, chúng sinh gì, tất cả mọi thứ. Tôi nói chai nước mà còn không có thể nhịn nhục được sẽ làm ăn được thứ gì? Chai nước mà không có buông bỏ được thì làm được cái thứ gì? Mai này 100 chai nước, 1000 chai nước có thể làm được không? Buông bỏ không? Hy sinh được không? Tôi hỏi nhóm cư sĩ kia, các vị làm thì cũng vô gì Phật Pháp, gì chúng sinh phụng sự này kia kia nọ, hy sinh vì Phật Pháp. Tôi nói chai nước mà hy sinh được, hy sinh thứ gì? Nếu người có trí và người có tâm, 100 chai nước còn chưa có thể làm bận lòng nữa, chứ đừng nói 1 chai nước. Dù đúng sai cỡ nào mà cỡ chai nước, tại sao phải đúng sai? Vậy mai này 10 chai nước, 100 chai nước thì thôi đó, các vị ra tòa luôn á. Có phải vậy không? Tâm của các vị 1 chai nước còn không vượt qua được, đừng nói là tới làm cái gì cho chúng sinh, lợi ích cho cuộc đời, nói mép. 1 chai nước còn đem ra hơn thua, còn phải trái. Sống như vậy rất là hẹp hòi và tầm thường thì làm sao có thể trở thành những con người hữu dụng cho Phật Pháp mai này được. Cho nên tu bằng cái hình thức, tu chỉ bằng danh ngôn, nó không trở thành pháp sống. Cho nên sự học tu như vậy không thật sự lợi lạc cho Phật Pháp, cũng không thật sự lợi lạc cho cuộc đời. Giữa ngôn từ, danh tướng và bản chất của vấn đề xa nhau lắm các vị. Cho nên là những người trong khóa tu có cơ hội học tu như thế này, phải gắng ứng dụng và vượt qua tất cả những cái thử thách mà tạm thời trong một cái khóa tu vốn có, để lòng mình như thế nào và mình ngộ ra được gì khi đối diện với xúc cảnh những điều đó. Cần phải nhận ra bản chất thật của mình ngay đó, đó là tỉnh thức. Hãy nhận ra đi. Nhận ra trong một bữa ăn, nhận ra trong một thời khóa, nhận ra trong lúc hành thiền, nhận ra trong lúc nghe pháp, nhận ra trong lúc đối diện với tất cả những cái chuyện không đồng nhau trong một cái tổ chức của khóa tu. Nhận ra đi. Đó là tỉnh thức cái đã. Tiến sâu hơn, tất cả những cái này phải được chuyển hóa là tỉnh giác. Phải nhận ra tất cả những cái cảm xúc này là của phiền não, của tầm thường, của thấp kém, của ý thức phân biệt. Học tu không phải là một sự đè nén. Học tu là một cách nhận chân về nó. Giống như trong nguyên thủy hay gọi là có sân biết có sân, có si biết có si, có tham biết có tham. Nhưng mà cái đó người ta nói như vậy mang cái nghĩa là chữ nghĩa như vậy thôi. Còn cơ bản nhất khi ứng dụng chúng ta phải là gì? Và khi chúng ta ứng dụng cho nên mới có pháp chứ. Pháp không phải để học ở trong kinh điển để nhớ để nói là pháp. Các vị phải ứng dụng mới có pháp. Các vị phải trải nghiệm mới có pháp. Và các vị đắc pháp mới có pháp. Còn học như thế này là giai pháp, mượn pháp, chứ không phải là chuyện mà có pháp. Cái người có pháp, người trải nghiệm pháp, người đắc pháp và cái người đang giai mượn pháp khác nhau. Các vị lưu ý rất rõ là như vậy. Còn bằng không, chúng ta đang giai mượn pháp mà chúng ta nghĩ mình đang có pháp. Và nếu nghĩ như vậy á, khổ đau vẫn còn nguyên, phiền não vẫn còn nguyên. Cho nên khi chúng ta học tu phải thấy được cái điểm này thì các vị mới không phí phạm thời gian học và tu của các vị. Tu nhất kiếp ngộ nhất thời, nãy tôi nói gán, biết đâu sau khóa tu gieo duyên thì đã ngộ rồi. Sau bữa nay ngộ liền á. Ngộ không? Ít nhất cũng ngộ là nhận ra được mình có tham, có sân, có si, có phiền não. Nhận chính xác như vậy, nó cũng y như bác sĩ vậy.
biết chính xác về bệnh nhân mới trị bệnh được. Đoán mò về bệnh nhân sao trị? Cũng vậy, chúng ta là bác sĩ của chính mình, biết rất rõ, không có gì ngại hết đó. Con người giữa cuộc đời này tham sân si đầy, tu sĩ chưa chuyển hóa được tốt cũng đầy. Điều quan trọng nhất là để ngộ ra được bản tâm bản tánh và tiến sâu đến đâu, chứ không phải là thời gian tu bao lâu. Thời gian tu bao lâu chỉ là định nghĩa trên hình thức. Tu 10 năm cũng nghe ngon đó, 20 năm ngon đó, 25 năm trở lên thì được tấn phong thượng tọa đó, đó. Thì những cái này đang là những cái quy tắc, quy chuẩn trên bề mặt hiện tượng, để cho nó có thứ lớp, nó có trật tự. Về mặt sự là như vậy. Nhưng mà nếu 25 năm như vậy chưa làm được điều gì quan trọng, chưa cống hiến được gì quan trọng, cũng chưa được chuyển hóa mình cái gì, mà chỉ là sống lâu ở trong chùa, gọi là tu lâu quá hẳn lên sư cụ á, thì cái này lợi lạc chưa cao, chưa quá quan trọng. Vì vậy trong, tôi nhớ không biết quyển nào, không biết luật Sa Di, không biết có phải không, Sa Di thuyết pháp Sa Môn Thính đã bất tại niên cao tại tại tánh linh. Sa Di thuyết pháp Sa Môn Thính là nói gì? Sa Di nói đúng chân lý thì tỳ kheo Sa Môn cũng phải nghe. Không phải do tuổi lớn mà do cái gì? Do tánh linh là có trí tuệ. Hiểu cái ý này không? Cho nên quan trọng ở chỗ là người hành pháp đạt được tới đâu là cái vấn đề đó, của cái nội dung là cốt tủy trong đạo Phật. Cho nên cái này là cái mà tu bây giờ chúng ta cần phải định hình lại một chút, để mà chúng ta hạn chế bớt những sự phí phạm mà bởi những sự không đồng nhất, bởi những cái gì đó nói qua lại gì đó, đừng bận tâm nữa. Hãy thành tâm hướng về Phật Pháp, hướng về cốt lõi của sự tu hành, và đánh giá chính xác về mình để chọn Pháp. Và biết rằng mình không có khả năng tới đây, vẫn tôn trọng những khả năng cao và vẫn không xem thường những khả năng thấp. Bởi vì mỗi một lớp học nó có một cái quy tắc, với cái tuổi tác, với cái khả năng, với cái trình độ khác nhau. Và mong rằng thông qua cái chủ đề nhân tu đến đâu thì kết quả đến đấy, để chỉ giúp cho các vị nhận ra được một cái cốt lõi của một vấn đề, khi các vị phát tâm trở thành cái người xuất gia gieo duyên trong thời gian mà các vị tham gia tu học ở tại đây. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị đầy đủ thuận duyên, khỏe mạnh và sống trong một đại chúng thuận thảo hòa hợp, để thực tập tất cả các lời đã được Phật dạy, tổ dạy thông qua chư tôn đức giảng sư, để các vị có được hiệu quả cao nhất trong khóa tu lần này. A Di Đà Phật. Lời cuối cùng, con xin chân thành tri ân ban tổ chức, và chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Trải qua gần 2 tiếng đồng hồ thực sự, những sư đã từ lòng từ bi ban bố pháp hội, chia sẻ những chân lý thực tế ứng dụng trong đời sống. Chúng con nguyện lấy đó làm tư duy, hành trang tư đường đức tu nhân hành Phật. Kính chúc thượng tọa có nhiều sức khỏe và thành tựu nhiều Phật sự, để hoàn pháp đại sinh, để kết thúc buổi pháp hội. Chúng con cung kính thượng tọa, mời toàn thể chào tèn khởi thân niệm Phật hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về